là cái hàng nha anh. Khi nào cả dân của mình nó thỉnh thì ngài sẽ xuất hiện, còn không ai thỉnh thì ngài đâu có xuất hiện đâu. Mình phải thỉnh ngài. Sau này đại hồng thủy chết sạch hết rồi, ông chú không có chết sạch hết, chết mớ. Lê Động hỏi xin lỗi anh Nghiệp, thắng bài này trước có làm lễ gì không? Không, thầy cứ mua trái cây bông 12 nước 12 bông vậy thôi, dễ mà. Không có cũng không sao. Thì mỗi tối mình lên bàn thờ Phật mình cứ khấn vậy đó, khấn đúng lời á. Tại cái lời nó quan trọng lắm, mấy vị nghe qua cái lời. Lê Quang Dịch nói khi chiến tranh thì giết người có tội không chú? Con không muốn cầm súng bắn người. Bắn thì có bắn người trên lưng ngựa thôi, chứ còn bắn người dưới lưng ngựa thì khác. Cũng giống như khi mình mang cái thân người nè, chú lấy bản thân chú kinh nghiệm, khi mình biết được là tất cả các nghiệp nó không biết là từ hồi thời nào mấy trăm nghìn năm về trước, nhưng đến lúc mà mình trả nghiệp đó, mình cũng phải trả. Chú là trị bệnh người ta được mà chú lại bị chặt cái chân hoài, cái chân trái này nè nó bị chặt hoài. Quý vị thấy á, là chân này nè, cái đầu gối nó bị chặt lúc đang đi trên núi nha, nó bị chặt. Đó là lý do mà đó là cái nghiệp gọi là thân nghiệp. Ở những tiền kiếp, ở những cái hành tinh kia đó, lúc mà còn chiến tranh á, chinh đông dẹp bắc á, thì Kiệt dùng mấy đập chân mấy con ngựa. Thì hôm nay á, cái vị nói á, là phải trả cái nghiệp lại, cho nên nghiệp là phải trả hết. Thì khi mình hôm nay mình dính cái nghiệp rồi thì mình mới biết được nó rất là quan trọng. Mình làm cái gì mà nó hiên ngang thì mình có thể không bị nghiệp, còn mình làm cái gì mà đạt đến mục đích của mình á, để lấy thắng lợi á, là mình sẽ bị nghiệp á. Nghiệp đang bị á, đang sinh trên nghiệp nó sẽ đi theo mình từ đời này qua đời khác, nó không phải là cái kiếp vừa rồi nha. Có những cái á, nó đi cả nghìn năm về trước nữa. Hôm nay bà con cứ sợ chết, hỏi chỗ tôi có bị này kia không, hỏi hoài chả. Hỏi cái nào hay hay mình trả lời cho nó vui.